IP là một giao thức chuyển mạch gói dữ liệu, có nghĩa mỗi gói IP là một thông báo không đánh số, không yêu cầu xác nhận và được định tuyến qua mạng dựa trên địa chỉ IP duy nhất. Gói dữ liệu IP gồm tiêu đề và dữ liệu. Chiều dài tiêu đề thay đổi trong khoảng từ 20 đến 60 byte và được tăng theo các nấc 4 byte. Tiêu đề chứa nhiều loại thông tin khác nhau như độ ưu tiên định tuyến, kích thước gói, các trường phân mảnh và nếu cần, có thể chứa các tùy chọn. Kích thước của phần dữ liệu thay đổi trong khoảng từ 8 tới 65.515 byte. Chúng ta hãy xem xét phần tiêu đề IP. Trường phiên bản dài 4 bit xác định phiên bản IP đang sử dụng. Như chúng ta biết, một trường 4 bit chỉ biểu diễn được các số từ 0 đến 15. Phiên bản IP hiện tại là phiên bản 4, phiên bản mới hơn là phiên bản 6 và sẽ được trình bày ở phần sau. Trường chiều dài tiêu đề 4 bit cho biết kích thước của tiêu đề IP. Do 4 bit chỉ biểu diễn được số tối đa 15 nên giá trị của trường này không thể tính theo đơn vị byte, vì tiêu đề chuẩn đã có chiều dài 20 byte. Đơn vị tính của trường này là từ 32 bit hay khối 4 byte. Tiêu đề IP chuẩn có chiều dài 20 byte. Do đó, trường này có giá trị là 5, nghĩa là 5 x 4 bằng 20 byte. Kích thước tối đa của tiêu đề IP có chứa tùy chọn là 60 byte. Kích thước này được biểu diễn bằng số 15 trong trường dài tiêu đề. Điều này cũng có nghĩa chiều dài tiêu đề luôn là bộ số của 4 byte, do đó các tùy chọn phải được tăng theo các nấc 4 byte để chúng có thể được biểu diễn trong các từ 32 bit. Trường loại dịch vụ dài 8 bit, nó cho biết chất lượng dịch vụ mà router phải dùng để chuyển tiếp dữ liệu. Trường này có cấu trúc như sau. Độ ưu tiên dài 3 bit cho biết tầm quan trọng của gói tin. Cờ trễ, nếu giá trị cờ này là 0 thì đó là trễ thường, nếu là 1 thì là trễ ngắn. Nếu cờ trễ là 1, router sẽ chọn đường đi có độ trễ ngắn nhất. Cờ này thường được thiết lập là 1 khi truyền các dữ liệu cần có độ trễ thấp như âm thanh, hình ảnh và dữ liệu cho các ứng dụng tương tác. Cờ thông lượng cũng tương tự như cờ trễ, nếu có giá trị 1, gói dữ liệu sẽ được định tuyến qua tuyến đường có thông lượng cao nhất. Ví dụ, thông tin này có thể giúp cho router quyết định sẽ truyền dữ liệu theo đường vệ tinh tốc độ cao hay theo đường truyền thông thường. Trong trường hợp quá tải, các router sử dụng cờ tin cậy để xác định gói tin nào sẽ bị xóa trước tiên. Những gói tin có cờ tin cậy sẽ được xóa sau cùng. Cờ giá tối thiểu liên quan đến giá của đường đi. Nếu cờ này được thiết lập 1, gói tin sẽ được chuyển qua đường có giá thấp nhất. Bit cuối cùng luôn có giá trị 0 và được các router bỏ qua. Trường độ dài tổng, dài 2 byte, nó cho biết kích thước của toàn bộ gói tin, bao gồm tiêu đề và dữ liệu. 16 bit này có thể biểu diễn độ dài tổng tối đa 65.535 byte. Trường nhận diện, dài 2 byte, dùng để nhận diện gói dữ liệu từ nguồn tới đích. Trạm gửi thiết lập giá trị cho trường này, và với mỗi gói tin tiếp theo, giá trị của trường sẽ được tăng lên 1. Số này sẽ dùng để nhận diện và ghép các mảnh dữ liệu khi chúng tới đích. Các bit cờ theo sau bao gồm hai cờ phân mảnh, cho biết được gói tin có bị phân mảnh không và có các mảnh dữ liệu tiếp theo không. 13 bit của trường độ dịch phân mảnh, cho biết vị trí của mảnh dữ liệu trong gói dữ liệu gốc. Trường thời gian sống, TTL, xác định số router mà một gói tin có thể đi qua trước khi bị một router xóa. Tại mỗi router, trường này sẽ bị giảm đi 1. Khi giá trị này bằng 0, gói tin sẽ bị xóa. Kỹ thuật này được dùng để ngăn gói tin di chuyển theo một vòng lặp vô hạn trên mạng, gây nên lưu lượng mạng không cần thiết. Trường nhận diện giao thức dùng để nhận diện các giao thức tầng trên chứa trong tải tin. Một số giá trị tiêu biểu của trường này là 6 đối với TCP và 17 đối với UDP. Trường tổng kiểm tra đảm bảo tính toàn vẹn của tiêu đề IP. Trạm gửi tính toán giá trị của trường này. Sau đó, mỗi router trên đường đi giữa trạm nguồn và trạm đích sẽ kiểm tra lại trường này trước khi xử lý gói tin. Nếu kết quả kiểm tra không khớp, gói tin sẽ bị xóa. Do mỗi router giữa trạm nguồn và trạm đích giảm thời gian sống của gói tin đi 1,
nên giá trị của trường này sẽ khác nhau tại mỗi router. Giá trị của trường này được tính bằng cách tạo phần bù của từng nhóm 16 bit trong tiêu đề IP. Sau đó, các phần bù này được cộng lại. Phần bù của tổng này được đưa vào trường tổng kiểm tra. Các trường địa chỉ nguồn và đích dài 4 byte chứa địa chỉ IP của trạm nguồn và trạm đích. Tiêu đề IP có thể được mở rộng với tối đa 40 byte tùy chọn, dùng cho các chức năng an toàn và quản lý mạng. Nếu các tùy chọn không chiếm toàn bộ 32 bit, thì các bit đệm phải được thêm vào để chiều dài tiêu đề luôn là bội số của 4 byte. Tiêu đề IP có kích thước thay đổi từ 20 đến 60 byte, gồm phần tiêu đề chuẩn 20 byte và phần tùy chọn tối đa 40 byte. Các tùy chọn được chọn sử dụng cho mục đích điều khiển, chúng cung cấp các chức năng không có trong phần tiêu đề chuẩn. Phần tiêu đề chuẩn chứa những thông tin có trong mọi gói IP như phiên bản, chiều dài tiêu đề, độ ưu tiên gói, chiều dài tổng, ID gói, các bit cờ và độ dịch phân mảnh. Ngoài ra, trường TTL để xác định thời gian tồn tại của gói, trường nhận dạng giao thức xác định giao thức tầng trên chứa trong gói IP, trường tổng kiểm tra tiêu đề chứa mã kiểm lỗi phần tiêu đề. Cuối cùng là trường địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích để xác định nguồn và đích của gói. Phần tùy chọn có kích thước tối đa 40 byte và có thể chứa các byte đệm. Chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết hơn về các trường. Các mạng vật lý khác nhau cho phép kích thước gói tin tối đa khác nhau. Một mạng không thể truyền những gói có kích thước lớn hơn kích thước tối đa mà mạng đó cho phép. Như vậy, làm thế nào để truyền các gói có kích thước lớn hơn đơn vị truyền dẫn tối đa, MTU của mạng? Để làm được điều này, cần chia phần dữ liệu của gói thành các gói nhỏ hơn. Quá trình này được gọi là phân mảnh dữ liệu. Khi phân mảnh dữ liệu, mỗi mảnh được thêm một tiêu đề IP hoàn chỉnh và được truyền như một gói dữ liệu độc lập. Các mảnh có thể được định tuyến trên các đường đi khác nhau và đến đích không theo thứ tự như chúng được gửi đi. Tại máy đích, các mảnh có thể được ghép lại thành gói dữ liệu ban đầu bằng cách sử dụng các bit cờ, trường độ dịch phân mảnh và trường nhận diện. Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau. Giả sử router nhận được một gói dữ liệu IP có chiều dài tổng là 4.482 byte, trong đó có 20 byte phần tiêu đề và 4.462 byte phần dữ liệu. Router kiểm tra bảng định tuyến và nhận thấy mạng vật lý mà gói tin chuẩn bị đi qua chỉ cho phép gói có kích thước tối đa 1.500 byte. Như vậy, để có thể truyền gói, bắt buộc router phải phân mảnh dữ liệu. Trước tiên, router kiểm tra cờ không phân mảnh để chắc chắn rằng gói dữ liệu có thể được phân mảnh. Nếu cờ này được đặt là không, thì router chia trường dữ liệu thành 4 mảnh, 3 mảnh đầu chứa 1.480 byte và mảnh cuối cùng chứa 22 byte, sau đó thêm phần tiêu đề cho mỗi mảnh. Trên đường đi từ nguồn đến đích, các mảnh được xử lý như các gói dữ liệu độc lập, ngẫu nhiên có cùng địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, số nhận giao thức và các cờ phân mảnh. Do dữ liệu trên đường đi từ router tới đích có thể bị mất, nên thời gian ghép gói cần được hạn chế để tránh chiếm tài nguyên mạng quá mức cần thiết. Thời gian ghép gói được điều khiển bởi một bộ đếm. Bộ đếm này được khởi tạo khi đích nhận được một mảnh của gói, và mỗi khi nhận được mảnh mới, nó được khởi tạo lại. Luồng dữ liệu và quá trình ghép gói chỉ được duy trì nếu đích nhận được các mảnh trong một thời gian xác định. Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn vấn đề này. Mảnh có cờ còn phân mảnh hay cờ MF được đặt là 1 cho biết máy nguồn chưa gửi tất cả các mảnh và còn nhiều mảnh theo sau. Cờ MF của mảnh cuối cùng không được đặt, nghĩa là mọi mảnh của gói đã được truyền trong khoảng thời gian ghép tối đa cho phép và quá trình ghép có thể thành công. Trong trường hợp này, gói được chuyển tiếp tới giao thức của tầng trên. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp, cho dù cờ MF của mảnh cuối cùng được đặt, nhưng đích không nhận thêm được phân mảnh nào nữa trong khoảng thời gian định trước. Do đó, nó cho rằng mặc dù các mảnh đã được gửi, nhưng chúng không tới đích.
Nó kết luận rằng dữ liệu bị mất trên đường đi, quá trình ghép bị ngừng và mọi mảnh đã nhận bị xóa.